Xin chào tất cả anh em, mọi người trên toàn quốc nhé. Bên em là Quyết Bắc Giang chuyên động cơ xe máy. Thì hôm nay lại review đến cho tất cả anh em cùng hai cái dòng máy, hai con máy là Futurelle. Đấy, Futurelle anh em nhé. Thì bây giờ hàng hóa thì nó cũng rất chi là khó khăn. Bên em chuyên dòng Fuel này, thì con Fuel cũ để giới thiệu tất cả anh em. Anh em vừa xem kênh, có những anh em là chưa biết đến kênh của bên em, thì bên em là Quyết Bắc Giang chuyên động cơ xe máy nhé. Thì bên em có tất cả dòng cũ mới đều có cả nhá. Anh em bớt chút thời gian, anh em cho kênh một nút like, một nút đăng ký kênh, một nút góc màn hình nhá. Thì sau này anh em muốn mua loại máy gì hay là anh em muốn xem tiếp cái video mà của kênh bên em mới ra ấy, thì anh em có thể tham khảo nhá. Rồi không mất nhiều thời gian nữa thì bên em sẽ giới thiệu đi sâu hai con máy này. Đấy, còn số điện thoại trực tiếp liên hệ mua hàng bên em là 0364 011 683. Đấy, anh em cứ mua hàng anh em điện trực tiếp cho em hai số điện thoại nhá, kết bạn Zalo anh em nhá. Rồi thì ở đây đầu tiên thì bên em sẽ vào con máy này. Con máy này thì nó đời cũng đời 2007, con này F1 ngày mùng 2 tháng 4 anh em nhá. Anh em mua thì anh em cứ báo luôn là ngày mùng 2 tháng 7 mùng 2 tháng 4 con F1 nhá. Đây, con này thì cái lốc máy thì nó cũng không còn đẹp nữa rồi, thế nhưng mà nó bao cho anh em là nguyên zin nhá. Đấy, zin, hơi zin. Đấy, tất cả đều là ok hết anh em nhé. Đấy thì con này thì bên em giờ đang bán cho anh em, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp giá bên em. Đấy, là cái số điện thoại là 0364011683. Đấy, chế gì này, tất cả mọi thứ đây. Cái hàng này thì em thật sự là hàng cũ rồi, nên là những cái ốc đầu bò nó cũng bị trần rồi, và cũng có thể là da vặn rồi anh em nhé, chứ không thể nguyên bản đến 100% được. Đấy, bao cho anh em là đấy, còn em quay chi tiết thôi, anh em ưng được con nào thì anh em mua con đó, còn hàng là bao im cho anh em. Đấy, bao im cho anh em nhá, theo cần đạp cần số, và những cái kèm theo là mô bin sườn này, mô bin sườn IC dây điện và con nạp. Đấy, IC mô bin con nạp anh em nhá. Đấy, đầy đủ hết đây cho anh em. Đấy, Mitsuba để zin nhá, chế cổ nói chung là đều zin hết toàn bộ 100%. Đấy, đây ngửa dưới sau cho anh em xem nhá. Đây, con này là chưa ra cái gọi, nói chung là hàng nó vẫn còn nguyên bản anh em nhé, nguyên bản từ AZ hết. Đấy, anh em mua về anh em chỉ việc lắp lên là xài thôi. Đấy, nó cũng rất chiêu ok, nó theo cả cái boe này đó, boe miền Nam gọi là boe nhưng mà miền Bắc gọi là lọc gió anh em nhé. Rồi đây là con này, con F2 nhá, ngày mùng 2 tháng 4 anh em nhé. Thì con này cũng là máy màu đen lốt. Đấy, tất cả mọi thứ nó cũng đều nó cũng nguyên vẹn hết. Đấy, và anh em lắp ba bánh này hoặc là thay thế lên cái dòng xe của mình mà anh em muốn độ lên. Đấy, dòng Fuel. Rồi, quay vào vòng. Đây, đây đầu bò anh em nhé. Đây. Đấy, em quay sát chi tiết rồi. Anh em ưng được con nào thì anh em trước kèo con đấy. Anh em nhanh tay, còn không thì bên em cũng bán nhanh lắm. Đấy, đây hơi của nó đây, hơi 124. Đấy, Honda. Đấy, máy đây F2, vách thì nguyên zin nha anh em nhé. Đấy, nó không đi theo cho anh em ấy. Đây, quay chi tiết từ AZ cho anh em. Đấy, đây, dưới cái rốn dầu nó hơi ra một tí, anh em phải thay cái tí cái lông đen đồng là được không. Đấy, hạ xuống đi, hạ xuống. Đấy thì nó theo là cho anh em là mô bin sườn này, IC này, có đây con IC này nhá, con IC mới. Đấy, cần đạp cần số và con nạp này, cần đạp cần số và con nạp, và cũng theo là cái lọc gió anh em nhá, theo lọc gió. Anh em bớt chút thời gian anh em đăng ký kênh, sau này có về những cái cục máy nào nữa thì anh em có thể xem qua nhá. Đấy, xem qua hết. Đấy thì cái này nó không có mang cá anh em nhá, và anh em tự lắp mang cá của mình vào. Đấy thì ưng được con nào thì anh em chốt con đấy ngày mùng 2 tháng 4. Đấy thì còn bên cạnh đó thì bên em có tất cả các dòng máy mới này, đi fan côn tay để gầm này, máy 110, máy quay này, máy long zin 130 lòng nước này, đi fan 125 côn tay này. Còn những cái con máy này thì bên em đã review chi tiết từng con một rồi. Đấy thì có một lô trước của con máy su nhá, con máy su này thì em anh em về cái video trước một chút thôi là anh em có thể xem qua được. Đấy, còn bên em cầu số ba bánh bên em cũng còn rất chi là nhiều. Đấy, anh em có thể xem vừa đăng ký kênh có thể xem qua. Đấy, còn ba bánh thì bên em cũng nhận giờ đóng cả ba bánh anh em nhá. Rồi thì cũng chi tiết như vậy thôi, thì anh em có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho bên em nhé, Quyết Bắc Giang chuyên động cơ xe máy. Rồi, thân ái chào tất cả anh em, cảm ơn anh em đã xem video của bên em.